126. 128. Chồng mình thì không đồng ý. Bố mẹ mình cũng không đồng ý, anh em mình ruột mình không đồng ý. Vì mình đang đi làm việc là một cô giáo, nghĩ mãi tự nhiên như thế thì mọi người cảm thấy là không được. Có đi làm những việc xấu xí đâu mà phải sợ. Và trừ khi bây giờ con đi ăn trộm thì bố mẹ cảm thấy xấu hổ. Cho em đường dương cầm khuya. Mình còn thuyết phục là bố mẹ phải tự hào với con. Vì nếu như con không làm, con ở nhà con khóc lóc, con giàu dĩ chồng, con ốm thêm, con lại không có gì mà ăn, còn khổ hơn. Thế cuối cùng mọi người cũng phải đồng ý. Chờ em đường dương cầm xanh, chim chim nụ dương cầm biếc. Chờ em đường dương cầm đêm, ôi đêm lặng im sâu thẳm. Mình quen biết ông xã mình là ngày đi học sư phạm. Mình thì ở lớp A, còn anh ấy thì ở lớp B. Cũng không có gì, chỉ là coi như là bạn bè bình thường thôi. Gần ra trường thì anh ấy bảo anh yêu mình. Thế mình mà không nhận lời yêu đương ai cả. Nghĩa là chị bảo là đúng 25 tuổi mình sẽ lấy chồng. Còn lúc đấy ai yêu mình sẽ xin cưới mình, thì mình đưa sẽ cưới. Đúng 25 tuổi anh cũng cưới mình. Ở với nhau được 7 năm trời thì năm 2011 thì anh ấy bị bệnh. Người ta bảo là khối u to ở chặn ở đại tràng đấy. Bác sĩ chạy ra bảo là em ơi, nhà em có một khối u to lắm, có phải cắt không? Thì mình bảo bây giờ thì bác sĩ làm nào tốt nhất cho nhà em làm, chứ em không biết gì cả. Cũng từ lúc ấy, anh Phạm Văn Mạnh, chồng cô giáo Thùy, buộc phải chuyển hóa chất định kỳ mỗi tháng 2 lần, mỗi lần từ 5 tới 10 ngày tại Bệnh viện Ca Hà Nội để có thể chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Còn cô giáo Thùy, hàng ngày sau những giờ lên lớp chăm sóc chồng con, cô lại rong ruổi trên khắp những nẻo đường với một công việc khác. Đầu tiên mình còn đi làm xe đạp, nhưng khi mà mình về mệt quá không lai được, xong mình chuyển sang mà đi bằng xe máy. Có người bảo đi đường nát đi xe máy, và không phải, cháu còn đi dạy học, đi làm việc khác, cháu phải tranh thủ. Mình ngoài việc đấy ra thì mình còn đi lau nhà, cái thuê, đi cả thuê. Nghĩa là cứ ai bảo gì thì mình làm đấy. Nhớ 100 lon sẽ được 5.000, thế 200 lon sẽ được 10.000, và thêm 60 lon nữa, 6, 5, 30, 3.000 nữa là đi 13.000. Có hôm mình đi về với 12.000 trong tay, nhưng mình vẫn phải đi. Mình bảo là tại sao mình phải khuất phục nó, thì mình cũng vẫn phải cố gắng. Hà Thủy ơi! Hai cháu qua thì một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 4 tuổi, nói chung là đều ngoan. Kể cả cháu bé này cũng hiểu, lúc cháu mới có hơn 2 tuổi mà thấy mẹ đi thu mua đồng nát, mà cháu có thể đi học các bạn uống xong hộp sữa vứt vào thùng rác. Thế là cháu chạy ra, cháu nhặt, cháu bảo để cho mẹ bán đồng nát. Khi mẹ đến nón, cô giáo bảo là đấy, con gái biết nhặt đồng nát cho mẹ bán. Thế là cô giáo lại nhặt tất cả những thứ mà các cháu uống có thể bán đồng nát được, là cô lại cứ cuối ngày cô giáo lại đưa cho một túi nhỏ nhỏ. 2 tuổi mà cháu đã biết như thế rồi. Thế cô giáo bảo sao mà nó bé mà nó biết, bảo nó ở trong hoàn cảnh nào nó phải biết hoàn cảnh đấy, chứ nó không được đòi hỏi, cô phải cố gắng. Gia đình thì là hai vợ chồng đều là nghề vẽ, muốn cho hướng cho các con là sau này con trai thì đi theo nghề kiến trúc sư, còn con gái thì muốn cho vào nghề thiết kế thời trang. Nói về cái cuộc sống, chính cái cuộc sống của thế giới của mình ấy, thì chị nghĩ hiện giờ nó đang là gam màu gì? Thì chắc bây giờ nó đang là màu nâu và đen, xanh xanh lam. Thời kỳ đầu thì là còn màu hồng, màu xanh lá cây. Bây giờ nó chuyển sang cái màu nâu nâu và màu đen đen. Nghĩ là thế thôi, nhưng mình vẫn phải muốn gì thay đổi cuộc sống. Có một điều ước ấy, thì gần như là mình mua sổ số mình trúng ấy, thì có thể trong vòng 5 năm là hết, hoặc là 5 năm là hết. Những điều đấy gần như không xảy. Sổ số thì mình không trúng bao giờ rồi. Không mua mà đâu, không mà đâu. Không, có mua thỉnh thoảng cũng mua. Mua 10.000 thôi, ước được một vài trăm triệu chẳng hạn, nhưng mà gần như nó khó.
để mà được mỗi lần mua 10.000 à? 10.000 10.000 nghĩ được mấy bìa đậu để ăn này, mấy quả trứng cho con rồi, thành ra là chỉ ăn dám tiêu 10.000 thôi.